Hai chị nhìn thấy em chưa ạ? Chị nào mà nhìn thấy em rồi đấy đi qua đây để cho em phải dấu chấm luôn đi ạ. Để chào mọi người trước khi em bắt đầu bà nào nhũ nhà em với cái mức giá vô cùng rẻ các chị yêu nha. Rồi chào chị Bong Bóng, chào Thủy Ớt này, ok, chào Đoàn Thị Hạnh nha, chào tất cả mọi người buổi live buổi chiều nay của em. Rồi chào chị Hồng Thị Hồng Vân Nguyễn Thị này. Rồi đã có phần áo nhũ 5k rồi, ok tình yêu nha. Để một lát em sẽ bắt đầu bán áo luôn này. Các chị ơi, bạn đông một chút bắt đầu bán áo luôn nhé, vào cái chương trình là bán áo nha em luôn. Rồi mọi người bên Queen đã nhìn em chẳng thấy hiện tại không thấy comment của ai bên Queen cả, hay là do bị ẩn comment nhỉ? Các chị ơi nhìn em chưa nào? Rồi ok, chào Hồng Vân Nguyễn Thị, chào Thủy Ớt, chào Bong Bóng này. Mọi người em đang mặc áo nhũ đang có giá 5k tại 10 phút đầu của em nha. À 15 phút đầu, 15 phút đầu bán áo sale áo nhũ với giá là 15k là cực kỳ là nhiều mẫu khác nhau luôn. Em sẽ đi tổng hợp áo nhũ vào cái livestream chiều nay của em nha. Rồi mọi người nhìn thấy em chưa ạ? Các chị nhìn em trong một cái dấu chấm đầu tiên được không nào? Hiện tại không thấy comment quá. Ok, chào Trần Văn Lực nha. Rồi ok, chào Thanh Nguyễn này, chào Hồng Hoa Hồng Gai, chào chị Hồng Văn Nguyễn Thị, chào chị Thủy Ớt này, mọi người nhìn thấy em chưa nào? Nhanh chóng vào comment một dấu chấm qua lại cho em nào. Chào Bống Bi, ok, chào chị Vũ Trường này. Mọi người nhìn thấy em rồi để comment cho em một cái dấu chấm đó, tương tác đầu tiên được không nào? Để bắt đầu vào giới thiệu áo nhũ luôn, bắt đầu bán luôn được không ạ? Tại chỉ có 15 phút đầu thôi mọi người nha. Em sẽ bán tại 15 phút đầu và em sẽ bấm giờ luôn này. 15 phút đầu bán áo nhũ với giá là 15k cho mọi người nha, 5k cho em. Hôm nay tất cả nhũ chỉ bán với giá 5k cho mọi người, nhanh chóng mua cho em nha. Đây. Mọi người bắt đầu một chút đi ạ, bắt đầu bán hàng luôn các chị yêu nha. Và bắt đầu một chút luôn cho em này, bắt đầu bán luôn này. Rồi ok, chị nào đã chia sẻ cái comment cho em nào. Hôm nay thì em sẽ bán áo nhũ với mức giá 5k được không nào? Chỉ với giá 5k tại cái livestream chiều nay của em này. Em sẽ đi vào giới thiệu luôn các chị nha, đây. Không để mất thời gian em sẽ bán luôn hàng đây. Đây nha mọi người nha. Áo nhũ 5k của em hôm nay hiện tại có 2 mẫu ạ. Hôm nay là hiện tại có 2 mẫu em áp dụng với cái giá 5k một cái được không nào? Bởi số lượng hàng với rất là nhiều đấy, cực kỳ là nhiều này. Các thấy không ạ? Đằng sau cái cực kỳ là nhiều đấy mọi người nhá. Chỉ với giá 5k một cái áp dụng chia sẻ livestream đủ cho em 10 lần được không nào? Chia sẻ đúng và đủ 10 lần nhận vào những trend mọi người nhá. Đây, 5k một cái màu nâu tây của em này. Chị nào lấy cái này để comment là 5k màu nâu tây cho em đi nào. 5k áo trơn màu nâu tây này, 5k áo trơn màu hồng của em này, 5k màu đỏ này, 5k màu xanh rêu này, 5k màu hồng và cả màu trắng và cả 5k màu đen cho em này. Chị nào không thích áo nhũ màu trơn thì bật xào mũi nhũ xoắn cho em đi ạ. Đồng giá 5k một cái tại livestream của em này. 5k xoắn màu vàng nhưng mà con mình phát cho em. 5k xoắn màu vàng mọi người này, 5k xoắn màu hồng này, 5k xoắn màu xanh rêu này, 5k xoắn màu cam này và cả 5k xoắn màu nâu tây cho em nha. Tất cả đồng giá 5k của em này. Chị nào hôm nay muốn mua là nhanh chóng tranh thủ với em 15 phút đầu được không nào? 15 phút đầu bán với giá 5k mọi người nhá. Cho chị áo em mặc ok tình yêu mình quay ra chia sẻ livestream dùm em nào. Chia sẻ livestream để không phải comment cho em đi ạ. Tất cả đều giá 5k của em này. Mọi người tùy chọn màu luôn cho em nhá. Em bán tại livestream chỉ với giá 5k tới 15 phút đầu này. Nhanh chóng mọi người, đây là bây giờ là bao giờ rồi đây? Ok bây giờ là 13:59 phút này, đến đúng không? Tầm khoảng là 14 giờ 15 phút sau bắt đầu chốt đơn này mọi người nha. 15 phút sau chốt đơn các chị yêu, nhanh chóng nào, chỉ có trong 15 phút đầu để bắt đầu chốt đơn luôn này. Đây nhá, màu nâu tây này, 5k màu nâu tây, 5k màu trắng, 5k màu xanh rêu, 5k màu đỏ này, 5k màu hồng và 5k màu đen cho em. Tiếp theo nào, 5k áo sắn màu vàng, 5k áo sắn màu hồng này, 5k áo sắn màu xanh rêu và cả 5k áo sắn màu cam và cả màu nâu tây cho em nhá. Mọi người tối đa chốt 2 cái cho được không nào? Tối đa chọn 2 cái chốt luôn cho em nhá. Mọi người có thể chọn một cái mẫu trơn cùng một cái mẫu sắn đều được mọi người nhá. Rồi ok, bắt đầu chốt đơn luôn các chị yêu nha, bắt đầu chốt đơn luôn này. Nào chị nào lấy áo nhũ với giá 5k để comment cho em nào, chỉ với giá 5k tại livestream chiều nay của em này. Rồi chị nào lấy comment cho em nào, 5k áo sắn và 5k áo trơn cho em, và chưa chị nào lấy áo trơn thì comment là áo trơn cho em, lấy áo sắn là comment áo sắn luôn cho em nhá. Em có 2 kiểu này, một kiểu sắn và một kiểu trơn mọi người nhá. Rồi thấy Thanh Trang mọi người chia sẻ livestream cho em nào. Huyền Tổ đã chia sẻ livestream cho em chưa ạ? Mình phải chia sẻ đủ cho em 10 lần thì mình mới có đơn mọi người nhá. Chia sẻ đúng đủ 10 lần mình mới có đơn mọi người nhá. rồi chị nào lấy comment cho em nào, 5k và kèm số đơn cho em, và mình nhớ mình phải quay ra chia sẻ đủ livestream cho em 10 lần đấy ạ. Đủ chia sẻ livestream cho em 10 lần để quay sang vào luôn cho em nào. Em được chốt đơn này. Ok chị Thanh Hằng mình có đơn này. Rồi các tình yêu chia sẻ livestream cho em nào, chia sẻ cho nhận áo nhũ với giá 5k luôn cho em, chỉ có trong 15 phút đầu thôi ạ. Rồi ok, cứ thể lên cho em 110 nào. Rồi Thanh Hằng mình có đơn nha. Ok Thanh Hằng một cái áo sắn màu vàng. Ok Thanh Hằng mình có đơn áo sắn màu vàng này. Chị nào lấy áo trơn mà để con phải là áo trơn màu nâu tây cho em nào. Áo trơn nâu tây và kèm số đơn cho em chỉ với giá 5k một cái các chị ơi. Áp dụng 15 phút đầu này. Chị nào hôm nay đã chia sẻ đủ cho em nha, 2 lần về tường bật công khai cho em và chia sẻ hộ nhóm là mình có đơn luôn các chị nhá. Ok Đoàn Thị Hạnh mình có đơn nha. Ok Đoàn Thị Hạnh comment rất là nhiều này. Ok Đoàn Thị Hạnh mình có đơn với giá 5k. Ok tình yêu nhá. Chị nào hôm nay lấy comment luôn cho em nào. Ok Thanh Hằng mình có đơn nhá. Ok Thanh Hằng mình có đơn luôn chị yêu nhá. Chị nào hôm nay lấy comment luôn cho em là chỉ với giá 5k cho em. Áp dụng chia sẻ đủ livestream 10 lần cho em được không nào? Chia sẻ livestream đủ 10 lần mình có đơn luôn các chị yêu nhá. Nào chị nào chưa chia sẻ nhanh chóng sẻ livestream cho em nào. Bởi hôm nay số lượng hàng có hạn nhá. Chia sẻ đủ cho em 2 lần tra cái nhân vật chế độ công khai cho em và chia sẻ hộ nhóm luôn cho em nào. Ok chị Cát Tường mình có đơn màu xám màu vàng này. Ok Cát Tường ở đơn áo xám màu vàng. Ok mình có đơn luôn chị yêu ơi. Nào chị nào lấy màu nào để comment luôn cho em nào. Số lượng hàng có hạn các chị nhá. Em đầy đủ tất cả các màu này. Hôm nay toàn áo nhũ em xả vào cái giá 5k này mọi người nhá. Rồi ok chị Linh Nguyễn mình có đơn màu vàng các chị nhá. Ok chị Linh Nguyễn này. Ok chị Linh Nguyễn mình có đơn 5k này, chốt cực kỳ là nhiều các chị yêu nhá. Rồi ok chị Nguyễn Liên mình có đơn màu hồng áo xoắn này. Ok chị Nguyễn Liên đơn áo xoắn màu hồng. Ok tình yêu mình có đơn luôn các chị yêu nhá. Ok chị Minh Anh màu nâu vàng và xanh. Ok chị Minh Anh này. Ok cho Minh Anh 2 cái này. Ok Minh Anh này 1 cái này. Ok 2 cái nhá. Ok cho chị Minh Anh 2 cái. Ok tình yêu nhá. Chị nào hôm nay chưa được em đọc tên trong comment cho em, nó chỉ có giá 5k một cái chị yêu nha. Nhanh chóng mua thủng, tranh thủ mua cho em, tranh thủ mua cho em này. Đây nhá, áo đang mặc 5k áp dụng tại 15 phút đầu được không nào? Chị nhanh chóng mua tại 5 phút đầu, 15 phút đầu luôn cho em nào. Rồi em mặc là màu nâu tây mọi người nha. Màu nâu tây trơn 5k của em này. Trơn nâu tây 5k. Chị nào lấy con là trơn nâu tây 5k cho em. Đây nha, tiếp theo này. Đây nha, áo xoắn em đây. Áo nâu tây áo trơn em có rất là nhiều màu này, chỉ với giá 5k một cái nhá. 5k màu nâu tây của em, 5k màu trắng, 5k màu xanh rêu, 5k màu đỏ này, 5k màu hồng và 5k màu đen của em nhá. Sang áo sáng của em này, mọi người tùy chọn 2 cái được thoải mái mọi người nhá, tùy chọn 2 cái cho em. 2 cái là 10k mọi người nhá. Tiếp theo nào, 5k màu sắn màu vàng, 5k sắn màu hồng, 5k sắn màu xanh rêu, 5k sắn màu cam và 5k sắn màu nâu tây cho em nhá. Tùy chọn 2 màu cho em chỉ với giá 5k một cái nhá. Còn một đúng cú pháp cho em nào. Mình phải chia sẻ đủ livestream cho em 10 lần mình mới có đơn mọi người nhá. Lên 200 view cho em nào. Đạt mốc 200 view chốt tiếp được không nào? Nhanh chóng chia sẻ và xem livestream của em. Mọi người chỉ cần vào xem livestream này, chia sẻ livestream cho em thôi là mình đã có đơn rồi mọi người nhá. Chắc chắn và đảm bảo luôn. Tại cái livestream 15 phút đầu này của em, 15 phút đầu chốt cực kỳ là nhiều chốt tiếp này ạ. Rồi ok, chị nào lấy con một lương cho em nào đây. Hôm nay áo cũng không thiếu các chị nhá. Hôm nay quá rẻ, chỉ có giá 5k một cái nha. Hôm nay số lượng cực kỳ là lớn mọi người nhá. Số lượng vô cùng lớn này. Áp dụng chia sẻ đủ livestream 10 lần cho em nhá. Chia sẻ về trang cá nhân và chia sẻ lên nhóm cho em nào. Chốt luôn áo nhũ với giá 5k này. Ok chị Thu Lê mình có đơn này. Đã chia sẻ 20 nhóm. Ok chị Thu Lê mình có đơn nha. Rồi đây Thu Lê đây, đây đã chia sẻ 20 nhóm. Ok Thu Lê màu nâu. Ok. Tặng luôn Thu Lê cho chị nhá. Thu Lê đây. Hôm nay chỉ cần chia sẻ là có đơn này. Thu Lê này 0915 này, 5 này, 88753. Ok chị Thu Lê mình có đơn theo chị yêu ơi. Nào các chị yêu nhanh chóng chia sẻ livestream cho em nào. Chia sẻ livestream mình tưởng tặng luôn cho em đi ạ. Ok chị Su Su này. Ok Su Su mình có đơn 5k tiếp theo này. Chị nào hôm nay có tên rồi đọc tên để nhanh chóng mua cho bên em được không nào? Áo đang mặc chỉ với giá 5k một cái, áp dụng chia sẻ đủ livestream 10 lần cho em nhá. Chia sẻ livestream đủ lần lên 200 view cho em nào. Mọi người chia sẻ 1 lần cho em đi ạ. Chia sẻ đủ cho em 2 lần về tường bật công khai cho em và chia sẻ hội nhóm cho em này. Rồi quay sang nhận áo nhũ với giá là 5k cho em nhá. 5k một cái, 2 cái, 10k, mua tối đa 2 cái luôn cho em nhá. Em mua tại bán tại livestream được không nào? Đây ạ, mọi người nhanh chóng cho em nào. Ok chị Cún Huyền mình có đơn này. Ok chị Cún Huyền mình có đơn nha. Chị Cún Huyền nhá, mình có đơn với giá 5k tiếp theo này. Ok chị Quỳnh Nguyễn mình có đơn nha. Quỳnh Nguyễn ok mình có đơn này. Quỳnh Nguyễn mình có đơn với giá 5k. Ok chị Đỗ Hường mình có đơn tiếp theo này. Ok Đỗ Hường nha chị nha. Ok Đỗ Hường này. Ok chị Mộng Thường mình có đơn các chị yêu nha. Hôm nay chỉ cần comment là có đơn luôn này. Em sẽ vào kiểm tra từng người một các chị nha. Mộng Thường mình có đơn nhanh chóng nào. Chị nào chưa chia sẻ nhanh chóng sẻ cái livestream này về con về tường cho em. Ok này, chị nào đây. Ok chị Mèo Con mình có đơn nha. Màu vàng. Ok chị Mèo Con này. Ok chị Mèo Con mình có đơn nhanh chóng các chị ơi. Nhanh chóng chia sẻ livestream mình tối lên người xem cho em nào. Lên 200 view chốt tiếp được không nào các chị ơi. Rồi Quốc Thị lên 2 áo Queen 200 view luôn cho em nào. Áo đang mặc chỉ với giá 5k một cái chị ơi nhá. 5k một cái áp dụng tại cái livestream này của em này. Mọi người nhanh chóng đẩy view cho em nào. Người xem tại sao mà em không lên được người xem là sao ta? Mọi người nhanh chóng lên, bán cực kỳ là rẻ, chỉ với giá 5k tại 15 phút đầu đó các chị nhá. 15 phút đầu áp dụng trợ giá với mức giá 5k cho em nên mọi người mua cho em luôn nào. Đây nhá, em mặc đây là màu nâu tây của em này, cực kỳ là xinh các chị yêu nhá. Nếu mà người xem cũng đang bắt đầu bán hàng luôn các chị nha, bạn bán hàng đấy các chị nhá. Em sẽ bán hàng với giá sale của em được không nào? Rồi nãy giờ rất là nhiều chị bảo em cái mẫu này của em có bán không, bán luôn được không nào? Rồi áo này của em thì đang có mã của sản phẩm là A910 nhé em. A910 là áo trơn mọi người nhá. A910 này nhà em đồng giá tất cả đều với giá là 160.000 cho 2 cái mọi người nhá. 160.000 cho 2 cái, mọi người tùy chọn cho em, chọn xoắn cũng được mà chọn trơn được mọi người nhá. A910 160.000 2 cái này. Ok bán đi chị, ok bán luôn này. Em mặc là màu nâu tây này, màu màu trắng của em này, màu xanh của em này, màu đỏ này và cả là màu hồng của em nhá. Rồi áo này là A910 áo trơn nhá, 162 cái hồi, tùy chọn hai mã cũng được, chọn một cái trơn một cái trắng rất là ok mọi người nhá. Tiếp theo nào, còn mã xoắn này của em là A906 này, A906 và A910 của em. Mọi người tùy chọn hai màu luôn cho em nhá. A910 của em thì có rất là nhiều màu này, A906 này có màu này nhá, màu vàng này, màu hồng này, màu xanh rêu này, màu cam này, màu nâu tây và cả là màu đen cho em nhá. Mọi người tùy chọn hai mã thoải mái luôn mọi người nhá. Mọi người có thể chọn cho em là một cái áo trơn một cái áo xoắn cũng được ạ. Rồi mã của em là A906 và A910 này. Đây là A906, đây là A910 này. Mọi người tùy chọn hai màu là ok luôn mọi người nhá. Chọn hai cái mà khác nhau thay đổi cho em tính ra chỉ có 80k một cái thôi. Nhưng em ship từ hai cái, một cái không ship nhá. Rồi 160k hai cái tùy chọn luôn cho em. Áo chân áo xoắn đều được ạ. Rồi lạnh lùng trái tim mình comment cho em xin hai màu được không nào? Mình lấy A910 màu nào vậy ạ? Ok chị bé Hỉ nên mình lấy A910 màu xanh và cả màu xanh rêu và màu đen ok nhá. Mình có đơn A910 là áo trơn đúng không nào? Rồi áo trơn là A910 còn áo xoắn là A906 cho em nhá. A910 là áo trơn, A906 là áo xoắn cho em này. Các chị tùy chọn hai mã thoải mái luôn cho chị nhá, chọn hai mã luôn cho em cũng được này. Áo đang mặc M50 55 kia mình có vừa chị ơi. Rồi mã này của em là A910 nhá. A910 là áo trơn, giá là 160.000 cho hai cái này. Tính ra chỉ có 80k một cái chị yêu nhá. Còn đây là A906 cũng đang có giá là 160.000 cho hai cái này. Mọi người tùy chọn hai màu luôn cho chị yêu nhá, tùy chọn hai màu luôn cho cũng được này. Rồi ai lấy comment cho em nào? Ok chị Bình Lục mình có đơn nha, Bình Lục mình comment số điện thoại luôn cho em nào. Các chị dừng việc comment 5k bắt đầu bán hàng rồi mọi người nhá. Chị nào lấy cái áo trơn thì comment là A910 cho em. Ok chị Trần mình có đơn nha, mình lấy A910 màu nâu tây và A906 màu đen. Mình comment số điện thoại luôn cho em nào. Rồi ok chị Nu Nguyễn nên mình comment số điện thoại luôn cho em đi ạ. A910 là mã áo trơn này, còn A906 là mã áo xoắn cho em nhá. Đồng giá 160.000 cho hai cái tại cái livestream này của em này. Rồi chị nào lấy comment luôn cho em nào. Áo này của em là đang có giá 160.000 hai cái tùy chọn cho em nhá. Áo xoắn nó trên đều được này. Áo trơn thì là A910 còn áo xoắn là A906 chị yêu nhá. Nhanh chóng cộng chọn luôn cho em nào. Cực kỳ là xinh mọi người nhá. 70 cân không vừa, dưới 58 kg là bao vừa luôn cho mọi người nhá. Dưới 58 kg đổ về cho em thôi. Áo cổ 3 phân này cực kỳ là dễ mặc này, 160.000 hai cái này. Ok chị Nguyên Liên mình có đơn A910 màu nâu tây và màu trắng ok. Ok chị Ngô Tích mình có đơn này. Chị Su Tây ơi mình lấy màu hồng và màu nâu thì mình comment số điện thoại lên cho em nào chị ơi. Mình comment số điện thoại lên luôn cho em đi ạ. Đây nhá, mã này của em là áo trơn này. Áo trơn là A910 màu nâu tây, màu trắng này, màu xanh rêu này, màu hồng này. Màu này là màu trắng của em, màu đỏ của em mọi người nhá. Tiếp theo là A906 này. A906 em có màu nâu tây này, màu đen của em này, màu cam này, màu xanh rêu này, màu hồng và cả là màu vàng mọi người nhá. Chị nào lấy mã nào để comment đúng mã đó cho em nhá. Áo đang mặc là 160.000 hai cái các chị yêu nhá. 160.000 hai cái này. Ok chị Vũ Trường mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ nào. Phạm Thùy Linh ok mình có đơn nha. Ok chị Su Tây mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ nào. Chị nào lấy mã áo trơn này comment luôn cho em nhá. Áo trơn em đây mọi người nhá, áo trơn đây. Áo này 160.000 hai cái chị ơi. Đây là màu đỏ của em này. Chị nào lấy màu đỏ thì comment là A910 và kèm màu đỏ luôn cho em đi ạ. Giá là 160.000 hai cái chị yêu nhá. Rồi mẫu này em đang mặc là 160.000 hai cái. Nhưng đúng rồi nha, em là nhiều nhân viên mà chị ơi. Bây giờ nhân viên còn phải là ít hả chị? Hay nào ạ? Ok chị Bình Lục mình có đơn nha. Bình Lục vui làm cho em xin địa chỉ là áo này là A910 nhà em này. Cực kỳ là đơn giản nha, áo trơn cực kỳ là dễ mặc, áo của 3 phân của em. Em mặc là màu nâu tây này, màu trắng của em này, màu xanh rêu này, màu đỏ này và cả là màu hồng mọi người nhá. Chị nào lấy màu nào thì comment là A910 và kèm thông tin luôn cho em mọi người nhá. Rồi mọi người lấy thì comment cho em nào. Chị Ánh Nguyệt Anh không ship một cái, ship từ hai cái mọi người nhá. Hôm trước chị mua rồi, có địa chỉ của chị cứ em vẫn giữ chị ơi. Rồi không có size dưới 58 kg là bao vừa này. Ok chị Lê Nam mình có đơn chị Lê Nam mình lấy hai trắng hai đỏ ok tình yêu luôn này. Màu là màu nâu tây cực kỳ là sang này. Ok chị Ánh Nguyệt Anh mình lấy màu này, không ship một cái, ship từ hai cái lưu ý cho em nhá. Ok chị Lê Nam mình có đơn này. Ok chị Hương Nguyễn mình comment là A910 nâu tây cộng xanh rêu và cộng số điện thoại luôn cho em nào. Ok chị Bình Lục mình comment số điện thoại lên cho em luôn đi ạ. A910 màu nâu tây này. Áo này đang mặc là 160.000 hai cái, ship từ hai cái các chị yêu nhá. 160.000 hai cái và ship từ hai cái này. Ok chị mèo con mình có đơn rồi này. Ok chị Gia Bảo mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. 58 kg mình có vừa chị yêu nhất, mình lấy màu nào vậy nhỉ? A910 nhà em này, màu nâu tây cực kỳ là sang này, màu trắng của em này, màu xanh rêu này, màu đỏ này và cả là màu hồng cho em nhá. Ship về Bắc Ninh là 30k. Chị Thu Phong Nguyễn cho mình lấy màu nào vậy á? Chị nào lấy thì comment luôn cho em nào. A910 mà kèm thông tin nghe và liền cho chị nhá. Thông tin luôn cho em. Ok chị Nguyễn Thị Trang mình có đơn nào, Nguyễn Thị Trang mình comment địa chỉ luôn cho em được không nào? Rồi 42kg mình mặc quá xinh chị nhá, mình mặc quá xinh mình lấy màu nào vậy ạ? 42 cân mình có vừa này. Rồi ok chị Nguyễn Ánh Nguyệt đã không ship một cái, ship từ hai cái chị yêu nhá. Em ship từ hai cái mọi người lưu ý cho em. Không ship một cái này. Em mặc là màu nâu tây này, màu trắng của em này, màu xanh rêu của em này, màu đỏ này và cả là màu hồng mọi người nhá. 160.000 cho hai cái, ship từ hai cái này. Yến Nhi Nguyễn mình lấy màu nào cho em, ship từ hai cái chị nhá. Ok chị Nguyễn Anh mình lấy màu nào, mình comment là A910 và kèm hai màu luôn cho em. Ok chị Soda Trần mình có đơn màu hồng, màu đỏ, mình comment địa chỉ rõ ràng cho em được không nào? Mình ở đâu Hồ Chí Minh á. Ok Thanh Hà mình có đơn nhân Thanh Hà cho em xin địa chỉ nào. Chị Nhi Lê ơi, áo đang mặc đang có giá 160.000 hai cái áo trơn nha em nhá. Áo nhu trơn hàng hai lớp thiết cố của Ba Vân cho em. Ok chị Huỳnh Huỳnh mình có đơn Huỳnh Huỳnh cho em xin địa chỉ nào. Ok chị Hương Nguyễn mình có đơn luôn chị yêu nhá. Áo này là 160.000 hai cái, ship Đà Nẵng là 30k. Khách hàng được quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em này. Gia Bảo mình có đơn, Hiệp Huỳnh mình có đơn luôn tình yêu nhá. Chị nào lấy thì comment là A906 và A910 và kèm thông tin cho em nào. A910 này. Ok màu trắng này chị yêu, màu trắng của em đây á. Chị nào lấy thì comment là A910 và kèm màu trắng luôn cho em nào. Em ship từ hai cái, một cái không ship mọi người nhá. Đây là vui lòng chọn hai cái luôn cho em. Giá vô cùng rẻ áp dụng tại livestream này của em này. Ok Soda Trần mình có đơn nha. Yến Nhi Nguyễn mình có một số loại đơn cho em nào, ship Đà Nẵng là 30k. Ra ngoài đoạn ơi. Ok chị Nguyễn Bằng Lam mình vui lòng bổ sung một số loại địa chỉ đơn cho em nào. Ok chị Lê Thị Hoạt mình có đơn này. Trang Candy mình vui lòng bổ sung địa chỉ đơn cho em. Địa chỉ Vũ Trường mình có đơn cho em xin địa chỉ luôn nào. Team tới team mình vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi. Áo này của em là 160.000 hai cái đúng rồi. Ship bao nhiêu cái vẫn là 30k chị ơi. Rồi chị Nguyễn Anh mình có đơn 54kg mình có vừa này. Nguyễn Thị Trang mình có đơn màu đỏ đấy á. Ai lấy màu đỏ thì comment là A90 A910 và kèm màu đỏ luôn cho em nào. Ship 30k chị ơi. Ok chị Lò Thị Hậu mình có đơn cho em xin địa chỉ màu đỏ đấy chị nhá. Đây màu đỏ của em đây á, ai lấy màu đỏ thì comment là A910 và kèm màu đỏ luôn cho em nào. Ok chị Nguyễn Đơn mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi á. Chơi A906 áo sáng chị đừng nhầm mẫu chị nhá. Ok Hạnh Hòa mình có đơn này, Yến Nhi Nguyễn ok mình vui lòng inbox cho em xin địa chỉ nào. Trang Kenny mình có đơn này, Bảo Túi mình lấy mẫu nào mà không có chị ơi. Áo đã bảo là có hàng mà, hoặc là tại vì nhiều trường hợp là nhiều chị mình báo số thì bên em chắc là không bán đâu ạ. Hoặc là các chị phải chuyển khoản cho em bán các chị nhá. Đây mã này của em đây ạ, A910 là mã của sản phẩm này, màu nâu tây này, màu hồng nhạt của em này, màu đỏ này, màu xanh rêu và cả là màu trắng nhá. Team tới team mình có đơn chị nhá. Rồi Yến Nhi Nguyễn mình có đơn luôn này. Phạm Nguyễn ok mình lấy màu nâu đỏ mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Toàn này ra ngoài thì toàn em bán hàng toàn ơi trời ơi làm sao mà nói được bây giờ. Rồi tốt. Rồi mã này của em là A910 là mã của sản phẩm này. Rồi em đang mặc là màu nâu tây này, màu hồng của em này, màu đỏ của em này, màu xanh rêu này và cả là màu trắng nha. Giá là 160.000 cho hai cái này và ship từ hai cái, một cái không ship mọi người nhá. Lưu ý cho em này, chị nào lấy thì comment là A910 và kèm hai màu cho em nào. Cái kiểu này rất là dễ mặc nhá. Ok chị Nguyệt Anh mình có đơn A906 ok tình yêu ạ. Đây là A906 nha em này. A906 là bản màu xoắn nha mọi người nhá, bản màu xoắn em đây. Màu xoắn nổi bật hơn một xíu này. A906 màu nâu tây, A906 màu đen của em này, màu này là màu cam này, màu xanh rêu này, màu hồng này và cả là màu vàng cho em nhá. Đây là A906 nha mọi người nhá. Mọi người mua hai mã A906 A910 đều được, miễn là mua hai cái này là ship luôn ạ. Chị Nguyễn Liên mình có đơn nha, mua hai cái mới ship chứ không phải là mua hai cái mới mới ship chị ơi. Đúng rồi, mua hai cái không mới ship được đâu ạ. Đây nhá. A906 là màu xoắn của em này. Còn đây là A910 nha em nhá, áo trên màu xoắn này. Mọi người chỉ cần mua hai cái này ship luôn nhá, mà đồng giá là 160 cho hai cái cho mã này. Nào ai lấy comment cho em nào. A910 và A906 luôn cho em thì giá cực kỳ là rẻ này. Ok chị Hà Liên mình có đơn màu trơn nhá. Màu trơn vui lòng cho em xin địa chỉ được không nào. Chị nào lấy mã nào để comment mã đó luôn cho em, giá rất là rẻ tại cái livestream này của em nhá. A906 đây mọi người nha, áo sáng của em này, em bảo là áo trơn mọi người nha, áo trơn của em đây. Áo trơn là dễ mặc và đơn giản hơn. Rồi chị nào lấy comment cho em nào. Áo này của em là đồng giá 160.000 hai cái mọi người nha. 160.000 hai cái, ai lấy con nào để comment vào đó luôn cho em. A910 này màu nâu tây cực kỳ là sang, giống là cái bản màu rất là sang luôn. Màu hồng của em này, màu đỏ của em này, màu xanh rêu và cả là màu trắng cho em nhá. Ok chị Họ Nguyễn mình có đơn, Họ Nguyễn mình có một số điện thoại luôn cho em nào. Chị Dân Nguyễn Thị mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Tiền ship tỉnh đồng giá 30k mọi người nha. Mọi người được quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em này. Cả hàng có vấn đề gì mọi người trái luôn cho em đi ạ. Đây là màu nâu tây nha, cực kỳ là xinh luôn. Anh đang xem livestream của em được mà, sao lại không comment được vậy? Rồi, ok, chờ Hồng với mình vui lòng comment số điện thoại đơn cho em được không nào? Mã này của em là A910 này. Ok, chị Hiền Tố mình có đơn nha, Hiền Tố mình vui lòng cho em xin địa chỉ được không nào? Đỏ vào đầu của mình đi ạ, đỏ vào đầu hai màu rất là xinh này. Ai lấy comment là A910 và kèm thông tin luôn cho em nha mọi người nhá. Mẫu này của em là mua hai cái vẫn là ship 3.000 chị Gia Bảo nhá. Chị Huyền Nguyễn Thị áo đang mặc đang có giá 160.000 cho hai cái này và em ship từ hai cái một cái không ship chị nhá. Mình lấy cho mình comment là A910 và kèm hai màu luôn cho em, thích cố của 3 phân này. Và đây là hàng hai lớp này, chị hai lớp luôn. Không sợ nhặng người hay ngứa người đâu, tại vì da rất là nhạy cảm. Em sẽ bị ngứa luôn nên các chị yên tâm là mặc cái món này cực kỳ là thoải mái này. Chị Cung Mi áo đang mặc cái đang có giá là 160.000 cho hai cái nha, không ship một cái thì chỉ có 80.000 một cái đấy, rất là rẻ luôn. Em ship từ hai cái một cái không ship ạ. Em không xem được ạ, xem cái gì hả chị Xuân Kiều ơi? Toàn này ra ngoài đi. Đây nha, A910 là mã của sản phẩm này, em mặc là màu nâu tây này, màu hồng của em này, màu đỏ này. Chị Hiền Nguyễn này áo đang mặc đang có giá là 160.000 cho hai cái mọi người nhá. 160.000 cho hai cái, ship từ hai cái ạ. Ok, Hiền Tố với lòng comment địa chỉ luôn cho em được không nào? Mã này của em là 160.000 cho hai cái, cực kỳ là rẻ mọi người nha, rất là rẻ luôn. Em mặc trên người là màu nâu tây này, màu đỏ, màu hồng này, hồng nhạt mọi người nhá, màu đỏ của em, màu xanh riêu và cả là màu trắng, được chưa nào? Trên chào chị Nguyễn Hợi nha. Rồi, nhưng không có màu tím chơi, không có chị ơi, mình cũng không có màu tím cho em có cái mã này nhá. Em có cái mã xoắn này mọi người nha, đây là mã xoắn em này, mã xoắn này có cái màu hồng này, khá là vừa màu tím nha. Màu hồng nha em đây, đây là A906 nha, cũng chỉ có giá là 160.000 hai cái thôi. Mọi người mua hai mã đều được nha. Mua ba cái chưa không nha, vẫn là ship 30.000 chị ạ. Đây là màu A906 màu nâu tây của em này, màu đen của em này, màu cam này, màu xanh riêng, màu hồng và cả là màu vàng cho em nhá. Giá là 160.000 hai cái, rất là rẻ mọi người nhá. Rồi, mã là áo trơn em này, các chị mua ngoài không bao giờ có giá dưới 150 đâu các chị, em bán trong cái livestream có mức giá thôi ạ. Chào Minh Thuần nhá. Rồi, ai lấy comment cho em nào? Mã của em là A910 này, màu nâu tây này, màu trắng này, màu xanh rêu này, màu đỏ và cả là màu hồng cho em mọi người nhá. Mã này của em là đang có giá 160.000 cho hai cái này. Ok chị Phạm Nguyễn mình có đơn nha, ok tình yêu mình có đơn luôn rồi này. Ok chị Hiệp Huỳnh mình có đơn luôn chị yêu nha, mình lấy một nào để mình comment mã đó luôn cho em. A910. Chơi được chị yêu ơi, chị Kem Dâu được chị nhá. Mình lấy hai mã, một mã là A906, mã là A910 đều được. Ok chị Hiền Đông mình có đơn nha, Hiền Đông cho em xin địa chỉ của chị Hiền Đông nhá. Mã này của em là A910 này. Ok chị Công Enmi mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ nào. Hiệp Huỳnh ơi mình có đơn luôn nha tình yêu nha. Chị nào lấy thì nhớ lại comment địa chỉ luôn cho em đấy ạ. Rồi chị nào lấy thì comment luôn cho em xin mã được không nào? Mã này cực kỳ là rẻ mọi người nha, rất là rẻ luôn, mọi người lấy thì comment luôn cho em. Chị Huyền Trang này áo đang mặc thì đang có giá là 160.000 hai cái chị ơi. Dưới 58 cái là bao vừa này, co sẵn rất là tốt mọi người nha, co sẵn rất là tốt này. Mình dưới 58 cái là bao vừa luôn cho em mọi người nhá. Ai lấy thì con mình là A910 và kèm thông tin luôn cho em nào. A910 và A906 luôn cho em đi ạ. Em mặc là màu nâu tây này, màu trắng này, màu xanh rêu của em này, màu đỏ và cả là màu hồng các chị yêu nha, rất là nhiều màu này. Áo bản trơn này cực kỳ là dễ mặc, các chị mặc bên trong một cái áo khoác ngoài là cực kỳ là ok luôn á. Em đảm bảo luôn, mọi người mua luôn cho em nào. Mã này em được số lượng có hạn, mọi người mua luôn cho em đi ạ. áo này dưới 58 kia là bao vừa cho chị ơi. Hiệp Huỳnh mình lấy mã nào để mình đã comment một số lại trên cho chị Hiệp Huỳnh nhờ. Mình vui lòng bổ sung số lại luôn cho em. Áo này cực kỳ là xinh mà cổ 3 phân rất là dễ mặc mọi người nha. Vừa dễ mặc và vừa sang, các chị mặc 3 của 5 không phải mốt đâu ạ. Về cái dáng bản trơn thì em thì các chị mặc thoải mái luôn cho em. Nào A910 nhà em này, màu này là màu nâu tây này, màu trắng này, màu xanh rêu của em này, màu đỏ và cả màu hồng các chị yêu nhá. Giá rất là rẻ tại cái livestream này của em. Rồi chị Hương Nguyễn là ok, mình có đơn chị Hương Nguyễn, mình comment cho em xin mã được không nào. Mã của em áo chơi là A910, tại vì không là xin sẽ bị nhầm mã đấy ạ. Và em cực kỳ là nhiều mã luôn. Nào A910 nào, mẫu này của em là màu nâu tây này, màu trắng của em này, màu xanh rêu này, màu đỏ và cả là màu hồng nhá. Ok chị Hiền Tố mình có đơn nha mọi người nhá, mình có đơn luôn rồi ạ. Rồi em chào chị Lộc Phan, mình lấy màu nào mà chị yêu nhá, đây rất là dễ mặc mà. Chị Lâm Huy áo đang mặc thì đang có giá là 160.000 cho hai cái, cực kỳ là rẻ nhá. Tính ra chỉ có 80k một cái các chị yêu nhá, mình lấy thì mình comment luôn cho em. A910 là mã của sản phẩm này, màu đỏ, màu hồng, màu nâu tây của em này, màu trắng này, màu xanh rêu này, màu đỏ và cả là màu hồng cho mọi người nhá. Cực kỳ là nhiều màu luôn. Ai lấy màu nào để comment là A910 và kèm thông tin luôn cho em đi á. Áo này em bán tại livestream với giá là 160.000 hai cái nhá. Kết thúc livestream về với giá là 160.000 một cái bình thường đấy á. Các chị mua tại livestream các chị giảm một gấp đôi rồi đấy ạ. Mọi người mua luôn cho em nha. Ok chị Điệp Oanh em mình lấy màu nâu tây và màu rêu, ok tình yêu nha. Nâu tây và rêu của mình đấy ạ. Mình vui lòng comment số điện thoại cho em được không nào chị Điệp Oanh ơi. Bổ sung số điện thoại chị luôn cho em đi nào. Chị Thúy Trần ơi, mẫu này của em là 160.000 hai cái, không bán một cái chị nhá. Em bán từ hai cái thôi ạ, không bán một cái nên mọi người thì tùy chọn hai cái luôn cho em. Em có hai mã mọi người nha, có cả mã trâm, mã xoắn này. Mã xoắn rất là xinh luôn, chị nào lấy cái mã xoắn này comment cho em nha. Đấy mã xoắn của em đây. Mã xoắn này nâu tây này mà đen này. Ok chị Cung Mi ơi, Cung Mi comment số điện thoại luôn cho em được không chị Cung Mi ơi, bổ sung số điện thoại cho em luôn nha. Màu nâu tây này, màu đen của em này, màu cam này, màu xanh rêu này, màu hồng cả là màu trắng, màu vàng cho em nha. Áo này của em là A906 cũng chỉ có giá là 160.000 hai cái á. Chị Khánh An ơi, áo mặc thì đang có giá là 160.000 hai cái tại cái livestream này của em. Chị Thị Hến ơi, em nhà em còn hàng mà chị ơi, áo này của em là 160.000 hai cái chị nhá, nhưng có số lượng rất là nhiều đấy ạ. Chị Khánh Nga này, áo này của em là 160.000 hai cái, xích từ hai cái này. Công em yêu kem mà có đơn như tình yêu nha. Mình có đơn luôn rồi đấy ạ. Còn chị nào lấy cái mã thì comment luôn cho em nào. Ok chị Cung Mi, mình vui lòng cho em xin địa chỉ luôn được không ạ chị Cung Mi ơi. Mình cho em xin địa chỉ khách hàng cho mình luôn nha, sẽ có nhân viên gọi cho mình tư vấn ngay bây giờ đấy ạ. Đây nha, mã này của em đây, A910 màu nâu tây, màu hồng của em này, màu đỏ này, màu trắng và phải là màu xanh rêu cho em nha. Giá này của em là 160.000 hai cái, ship tại cái livestream này của em. Ok chị Diễn Hoàng, mình có đơn nha. Diễn Hoàng vui lòng cho em xin địa chỉ được không nào. Em có Sape Khánh An nha. Nhưng mà em nghĩ là các chị mua hàng qua đây các chị bỏ ra 30k để ship này là mọi người được quyền kiểm tra thoải mái rồi mà. Là tội gì mà không ai nhận là không thanh toán 30k đúng không? Tại vì em vẫn ưu tiên là khách hàng mua hàng qua Facebook hơn. Rồi ok chị Mây Vân, mình lấy màu nâu tây, màu hồng, màu trắng, màu đỏ. Ok tình yêu ơi, mình vui lòng có một số điện thoại luôn cho em đi á. Mình bổ sung số điện thoại luôn cho em nha. Ok chị Thảo Pi ơi, Thảo Pi áo này của em là 160.000 hai cái Thảo Pi nhá. Thảo Pi mình vui lòng comment cho em xin địa chỉ được không nào? Ok chị Hương Nguyễn mình có đơn nha, Hương Nguyễn cho em xin luôn địa chỉ của mình luôn được không ạ? Mẫu này của em là A910 các chị yêu nhá. 1m62 55kg mình có, vừa chị yêu mình lấy màu nào ấy ạ? Chị Mây Vân mình có một số loại đơn cho em được không nào chị ơi? Mẫu này của em là 160.000 hai cái rất là rẻ mà cái kiểu áo trơn các chị mặc bao nó không phải sợ lỗi mốt đâu ạ. Cực kỳ là xinh này. Rồi có chị nào lấy thì comment luôn cho em được không? Trước tại livestream luôn này mọi người này. Rồi tại cái livestream này đang áp dụng với cái mức giá là 160.000 hai cái này. Ok chị Diễn Hòa mình có đưa luôn rồi chị nhá. Bên em sẽ có nhân viên cho mình tư vấn ngay bây giờ đấy ạ. Các chị lưu ý điện thoại đính gọi cho em nha. Ok chị Thảo Pi mình có đơn nha. Ok tình yêu này, mẫu này của em là 162 cái, mình lưu ý giá cho em nha mọi người nhá. 160k cái rất là rẻ, mọi người yên tâm cho em là cái mức giá cho em rất là rẻ rồi. Chị ơi mặc không nóng chưa? Cái mẫu này mặc khá là mỏng mà chất liệu vải mỏng, chị ơi không sợ nóng quá đâu, các chị mặc buổi tối là ok chị nhá. Chị Mây Vân nha, chị Mây Vân mình bổ sung số lại luôn cho em chị Mây Vân nha. Màu đen chưa? Màu đen thì em cái màu này em hiện tại là không có màu đen, tại vì là màu đen thì em đã hiện tan hết nhưng mà vẫn có màu đen đấy ạ, nhưng mà hiện tại ở đây thì không còn nữa rồi. Ok chị Tính Đô ơi, chị Tính Đô ơi mình vui lòng có một số lại cho em được không ạ? Bổ sung số lại đơn cho em chị yêu nhá. Mình phải có số lại chốt đơn luôn cho mình ạ. Rất là xinh đúng không các chị ạ? Nó cực kỳ là xinh này. Các chị em mặc sang cái màu khác không ạ? Em mặc sang cái màu khác chị ngắm luôn cho em nhá. Mẫu này của em là 162 cái, em mặc sang màu đỏ các chị ngắm, hay là màu trắng nhở? Hay là màu hồng nhở? Em mặc sang màu hồng mọi người ngắm cho em, màu hồng nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Mà em thì cá nhân em thì cực kỳ là thích cái tông màu hồng này. Toàn ơi ra ngoài Toàn ơi, em là bực mình với anh đấy. Ok chị Mây Vân mình có đơn nha. Ok mình có đơn luôn chị nhá. Chị Tinh Đỗ mình vui lòng comment số lại đơn cho em được không nào? Mã này của em là A910 nha. Giá là 160.000 cho hai cái, cực kỳ là rẻ luôn. Toàn hãy ra ngoài đi. Ô. Là màu hồng của em này. Chị ơi không còn màu tím chị yêu nha, nhà em hiện tại màu tím rồi. Màu tím thì chỉ có mã khác thôi chị ạ. Cái mã trơn em thì hiện tại các bản màu này không về màu tím nha. Ok chào với khách Sơn nha. Chị ơi xỉ 10 cái chị ơi. Đây là màu hồng nhẹ nhàng, em mà chị nào lấy màu hồng này con một là màu hồng luôn cho em đi ạ, màu hồng cực kỳ là xinh luôn. Xinh dã man ấy. Rồi ok chị Mây Vân mình có đơn rồi tình yêu nha, xỉ về tầm khoảng 10 cái nhưng có sẽ có giá tốt cho mình chị nhá. Đây là mẫu này của em cực kỳ là xinh này, tại vì cái mẫu em là cái mức giá em nhập vào cái mức giá em bán lẻ cũng khá là thấp ấy, chỉ có 10-20.000 thôi. Đây nha, A910 là mã của sản phẩm này. Ai lấy comment là A910 và kèm thông tin luôn cho em để cực kỳ là xinh mọi người nhá. Các chị còn câu hỏi gì hỏi em để trả lời luôn được không nào? Đây là màu hồng cực kỳ là xinh và nhẹ nhàng mọi người nhá, nhẹ nhàng kiểu là nữ tính dã man luôn. Ok chị Tính Đỗ mình có đơn này. Em ơi có tay nữa không em? Chị ơi dạ vâng chưa có chị ạ, nhưng chứ không có tay nữa tại vì là áo nữ thì nó nóng mà, tại vì là bên em là bên Hà Nội là mùa thu rồi chị ạ. Nên là bên em thì tập trung là lấy áo này tại vì nó cũng khá là mỏng, các chị bên mình trong mặc được mà. Đây nha, A910 nhà em này, màu hồng này, màu nâu này, màu xanh rêu này, màu trắng này, màu đỏ và cả là màu nâu tây cho em nha. Ai lấy màu nào để comment là A910 và kèm màu luôn rồi em đi ạ. Em chốt hàng tại livestream này mọi người này. Ok chị Hương Nguyễn mình có đơn nha, Hương Nguyễn Trâm xin được chỉ chị Hương Nguyễn thôi. Ok chị Huyền Trang mình có đơn nha, Huyền Trang vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Ok chị Hương Nguyễn mình có đơn nha. Mỗi năm là 160.000 hai cái mọi người nha, cực kỳ là xinh luôn. Chị Huyền Trang vui lòng cho em xin địa chỉ luôn chị Huyền Trang nhá. Rồi em mặc là màu hồng này, hồng nhạt cực kỳ là xinh mọi người nhá. Ok đổi vàng vào đỏ ok chị ơi. Đây là màu nâu không phải là màu vàng đâu chị, màu nâu tây của em đấy ạ. Rồi 4 cái có mình ship không chị ơi, có ship 30.000 chị ơi, vẫn là ship 30.000 đấy ạ. Rồi không phải là vải len, đúng rồi đây là vải thun chị ơi, không phải là vải len đâu ạ, vải len thì nóng lắm chị ạ. Vải lên thì không có giá hay đâu ạ. Đây là vải thun của em này, thun nhũ mọi người nhá, không sợ nóng lắm đâu, các chị mặc là cực kỳ là dễ rồi. Nào ai lấy comment cho em là A910 và kèm màu luôn cho em để số lượng hàng có hạn này áp dụng mua tại live chỗ này của em mọi người nhá. Còn lấy cái mã này thì có một luôn cho em đi này để chốt đơn hàng tại livestream các chị yêu nhá. Ok chị Huyền Trang mình có đơn chị Huyền Trang rồi này. Em mặc là màu hồng này, tiếp theo là màu xanh rêu này, màu trắng của em này, màu đỏ và cả là màu đây là màu nâu tây cho em nhá. Giá là 160.000 cho hai cái tại cái livestream này của em. Là ai lấy màu nào thì comment là A910 và kèm hai màu luôn cho em đi nào. Được kiểm tra thoải mái chị Huyền Trang nhá. Bóc hàng giá kiểm tra thoải mái luôn cho em á, không phải lo đâu ạ. Còn chị nào lấy cái mã thì comment luôn cho em được không ạ? Chị Thúy Linh áo này đang mặc thì đang có giá là 160.000 cho hai cái nhá. Tính ra chỉ có 80k một cái áo trơn cực kỳ là dễ mặc, mua hai màu mặc tùy chọn đấy ạ. Màu hồng của em này, màu xanh rêu này, màu trắng này, màu đỏ và cả là màu nâu tây cho em nhá. Giá là 160.000 cho hai cái tại cái livestream này của em ạ. Ai lấy màu nào thì comment là A910 và kèm màu luôn dùm em nào. A910 là mã của sản phẩm này mọi người nhá, cực kỳ là xinh và dễ mặc luôn. Hình như trời nắng. Các tình yêu đến bây giờ mà không còn hỏi gì thì em sẽ xin phép là kết thúc livestream đây nha mọi người nhá. Và xin hẹn tất cả mọi người livestream tối nay của em ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người nhá.